Ah, devi assistere a cambiare. Kaç adım attım onu sayın. Ở ngay trung tâm thành phố luôn, cái shop này uống hầu như là toàn những người nổi tiếng ở đây, nhưng mà mình chẳng biết ai với ai cả, chỉ nghe tiếng người dân bảo như vậy thôi. Và nhìn mà xem cái bạn ở đằng kia kìa, tóc quăn, con trai mà tóc quăn như vậy. Ở bên này con trai tóc quăn rất là nhiều, họ uốn tóc rất là nhiều. Cái ông áo trắng thì là ông chủ quán. Đây đi uống trà bình thường thôi nhưng mà cũng mặc vest com lê đàng hoàng lịch sự, nhìn cứ như là tài tử diễn viên đấy các bạn. À, thời trang ở đây là như thế.